Xin chào tất cả quý vị, trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà sắc đẹp do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình anh Nguyễn Viết Cương ở Đan Phượng, Hà Nội. Đầu tiên thì em sẽ mời quý vị xem qua về 3D của công trình này ha. Đây sẽ là công trình được thiết kế là 2 tầng mái Nhật quý vị, với phong cách đó chính là tân cổ điển. Có thể thấy là cái kiểu dáng của công trình này sẽ tăng lên cái sự thanh lịch và sang trọng rất là nhiều. Và trước khi mình tìm hiểu kỹ hơn, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn nhé. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 0927748888, 0986556761. Hiện tại chúng tôi đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Ở miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung là 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Trung, ngoài trụ sở Mắt Hôn Hà Tĩnh, quý vị có thể ghé đến trụ sở Mắt Hôn ở Đà Nẵng hoặc Buôn Ma Thuột. Ở miền Nam có thể ghé đến trụ sở Mắt Hôn Bình Dương, Cần Thơ hoặc Cà Mau. Website chúng tôi là mathomegroup.vn sẽ có một nhận tư vấn làm nhà. Quý vị có thể điền họ và tên, số điện thoại, chọn hạng mục cần tư vấn ở đây. Ví dụ quý vị muốn xây nhà trọn gói hay thiết kế nhà, thi công hoàn thiện nhà, thi công phần thô hay cải tạo nhà ha. Chúng ta chọn một ở đây, sẽ nhập mô tả nhu cầu quý vị vào. Ví dụ là nhà của tôi muốn xây là diện tích là bao nhiêu, hay là xây tầm tài chính bao nhiêu người ở chẳng hạn. Chúng ta cứ note lại vào đây ha, rồi ấn vào yêu cầu tư vấn. Nhân viên tôi khi nhận thông tin này sẽ liên hệ quý vị. Trong website mathomegroup.vn thì chúng tôi cũng giới thiệu qua về những công trình được bàn giao, rồi giới thiệu về công ty, trụ sở và rất là nhiều những mẫu nhà luôn. Quý vị hoàn toàn có thể truy cập website chúng tôi mathomegroup.vn để mà tham khảo qua. Còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục quan sát về 3D công trình ngày hôm nay. Với mẫu nhà này thì như tôi từng chia sẻ đó quý vị, những công trình tân cổ điển á, nó sẽ có những cái nét đặc trưng rất là riêng so với những công trình hiện đại ha. Ví dụ công trình này đi thì quý vị thấy là sẽ có những cái đường cong. Người ta gọi là kiến trúc vòm đó, quý vị thấy đây sẽ có đường cong nhẹ như cái vị trí này ha. Rồi những chiếc cột thì sẽ là cột trụ vuông. Cột thì nhà tân cổ điển sẽ đa dạng hơn so với nhà hiện đại. Nhà hiện đại thường thì anh thấy là gần như 90-95% là cột trụ vuông rồi. Nhưng mà riêng với nhà tân cổ thì ví dụ công trình này là cột trụ vuông, nhưng có một số công trình người ta lại thích là cột trụ tròn chẳng hạn, đúng không nào? Cho nên là sẽ tùy theo sở thích thôi. Rồi thức cột cũng vậy, ở đây là thức cột Doric, là cột rất là đơn giản. Nhưng có một số công trình sẽ đổi sang thức cột Ionic hoặc Corinthian, thì mỗi loại đó đều có cái vẻ đẹp riêng. Ngoài ra hàng những cái đường chỉ của những công trình tân cổ điển, quý vị thấy nè, nó sẽ san sát nhau. Phức tạp hơn, cầu kỳ hơn so với những công trình hiện đại ha. Đó cũng là nét đặc trưng của phong cách tân cổ điển. Ngoài ra anh chú ý đến chi tiết đó chính là cái phần ban công ở đây, thì cái lan can chúng tôi sẽ làm lan can sắt nghệ thuật ha, và được sơn mạ vàng nha quý vị. Đây, được sơn mạ vàng nhìn rất là bắt mắt. Và với những cái lan can đó quý vị, thì bên cạnh sắt nghệ thuật chúng ta cũng có thể làm bằng lan can nhôm đúc cũng được ha. Một số những công trình ví dụ ở hiện đại thì người ta có thể sử dụng là lan can kính cường lực, hoặc là làm từ thép hộp sơn tĩnh điện. Đó là những cái đường thẳng song song với nhau. Nói chung mình nhìn nó đơn giản thôi, nhưng mà nhà tân cổ điển thì để mà toát lên cái vẻ đẹp nó quyền quý hơn, nó sang trọng hơn, thì người ta không làm đơn giản như vậy mà sẽ làm những cái lan can như thế này. Công trình này sẽ được thiết kế đó chính là phần mái bên trên là mái Nhật ha quý vị. Thật sự thì tân cổ điển em nghĩ là nó cũng phù hợp với nhiều dạng mái lắm. Ví dụ là ở đây mái Nhật cũng được nè, mái Thái cũng được, mái Mansa cũng được, thậm chí là mái bằng cũng có luôn nha. Có những công trình tân cổ điển mái bằng cũng rất là đẹp. Thông thường nha thì em thấy là nhà tân cổ thì mái Thái khá là nhiều. Nhiều gia đình sẽ thích đó chính là cảm giác nó cao. Bởi vì nhà mái Thái thì quý vị biết là phần mái nó luôn gần như nó cao nhất trong cái dạng mái rồi, cho nên là nhìn tạo nên cái vẻ nổi bật. Tuy nhiên cũng có một số gia đình giống như là gia chủ ở đây thì sẽ thích đó chính là mái Nhật, để tạo cảm giác có thể là nó nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ có phần gì đó nhìn nó thanh lịch hơn so với những dạng mái khác, cho nên là người ta có thể sử dụng. Và trong những cái dạng mái như An từng chia sẻ thì mái bằng và mái Nhật nó sẽ thuộc hai cái dạng mái nó tiết kiệm chi phí hơn so với mái Thái hay mái Mansa nha quý vị. Ví dụ trên cùng diện tích xây dựng đi thì mái Nhật so với mái Thái thì chắc chắn là mái Nhật nó sẽ tiết kiệm hơn rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mái Thái thì nó đẩy lên cao hơn, cho nên là cái chi phí vật tư, vật liệu, nhân công hay là thời gian thi công tất tần tật nó đều đụng lên hơn so với mái Nhật hết. Cho nên đó lý do mà thường thì chúng ta sẽ thấy là dự toán cũng hai công trình cũng cái diện tích đó, nhưng mà thường thì mái Nhật cái dự toán nó sẽ thấp hơn là như vậy.
Về vật tư vật liệu thì ở đây chúng tôi sẽ sử dụng đó chính là ngói nha quý vị. Chúng ta có thể lựa chọn là ngói Fuji, ngói Braille hoặc ngói Nippon, tùy theo sở thích của từng gia đình thôi. Loại nào nó cũng tốt riêng, có cái tốt riêng hết. Về màu sắc thì ở đây sẽ là tông màu xanh ghi ha. Đây là gam màu hiện tại rất là trendy và rất là được ưa chuộng. Bởi vì lúc trước người ta sẽ thích những cái màu đỏ, màu nóng. Nhưng bây giờ người ta nhận ra nếu mà chúng ta đặt màu nóng trên mái quá đó quý vị, thì có thể vào những cái thời điểm trong ngày, giống như là buổi trưa chẳng hạn, nhìn ngôi nhà nó sẽ khá là bị chói. Còn khi mà sử dụng gam màu lạnh giống màu xanh dương thì sẽ không gặp phải vấn đề này. Hệ thống cửa thì sao? Hệ thống cửa công trình này thì 100% đều sẽ là cửa nhôm hệ kính nhé. Đây cũng là một cái lựa chọn, thấy bây giờ rất là nhiều gia chủ lựa chọn ha, không phân biệt là tân cổ hay hiện đại luôn, thì người ta đều ưa chuộng cái kiểu này hết. Có một sự khác biệt nhẹ, đó chính là ngay vị trí cửa chính để tạo nên cái điểm nhấn. Ở đây chúng tôi sẽ kết hợp những cái nan hoa đồng để mà trang trí nha quý vị. Ngoài ra thì nếu quý vị muốn cái sảnh chính chúng ta nổi bật hơn nữa, em cũng có nghĩ là ta có thể đổi sang sử dụng cửa thép phân gỗ. Cửa thép phân gỗ thì nó sẽ tiết kiệm tiền hơn so với những cái dòng cửa gỗ tự nhiên, và nó sẽ có những cái đường vân thớ cũng khá là bắt mắt giống như là cửa gỗ nha quý vị. Gần như là cửa gỗ tự nhiên có màu gì thì cái thép phân gỗ đều có màu đó hết. Chúng ta rất là dễ dàng để lựa chọn. Đặt ở sảnh chính thì sẽ tôn lên cái vẻ đẹp của công trình. Sẵn tiện nhắc đến sảnh chính thì quý vị quan sát giúp em ở đây luôn ha. Phần sảnh chúng tôi sẽ thiết kế là 3 bậc tượng trưng cho 3 cấp: thiên tài, địa tài, nhân tài theo thuyết tâm sinh tương ứng. Về chất liệu thì chúng tôi sẽ ốp đó chính là hoa cương gọi là granite, có tông màu đen, màu trắng sẽ được thiết kế xen kẽ với nhau. Ở đây sẽ có những cái hoa văn nè ở trên những chiếc cột, nhìn cũng khá là bắt mắt. Màu sắc công trình này thì phải nói là tối giản luôn đó quý vị. Gần như là màu sơn chỉ duy nhất một màu thôi là màu trắng ha. Đây là cái màu trường tồn nó thời gian, không bao giờ bị lỗi thời. Và như em cũng từng chia sẻ rất là nhiều lần, cái màu trắng này đó quý vị thì nó hợp với gần như tất cả mọi màu luôn. Quý vị có thể kết hợp với màu trung tính cũng được, màu nóng cũng được, màu lạnh cũng được luôn. Cho nên là bây giờ em thấy là rất là nhiều gia đình sẽ ưa chuộng màu trắng là như vậy. Còn đây sẽ là về phối cảnh, có cả phần cổng và tường bao công trình ha. Phải nói cái cổng rất là đẹp nha quý vị. Sẽ được sơn kết hợp giữa tông màu vàng và màu đen nè, hay có màu cũng rất là quyền lực ha. Còn ở đây sẽ có bức tranh phù điêu giả đồng, có những chú hạc. Tranh phù điêu giả đồng thì chúng ta có thể làm từ composite. Và đó là tổng quan bên ngoài công trình ha. Bây giờ em sẽ mời quý vị chúng ta xem đến hồ sơ thiết kế thi công công trình này. Một lục bản vẽ kiến trúc, hồ sơ tổng cộng 40 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cát và nhiều chi tiết khác. Còn đây sẽ là mặt bằng định vị công trình nhé. Quý vị có thể thấy là khu đất nè. Khu đất thì sẽ có, ở đây chúng ta xem qua về cái hướng nhà luôn. So sánh hoa tiêu chữ B là công trình hướng xuống bên dưới và hướng bên trái. Bên dưới là hướng nam, bên trái sẽ là hướng tây. Công trình sẽ nằm ở hướng đó chính là tây nam. Còn đây sẽ là bát trạch phong thủy nha, quý vị thấy các hướng tây nam nè, tây bắc phù vị sẽ đỡ may mắn, đông bắc tiện y trời che chở, tây nam phúc đức và sự ổn định, tây sinh khí phúc lộc vạn toàn thu hút tài lộc. Công trình nằm ở hướng tây nam tức là phúc đức mọi sự ổn định. Bây giờ chúng ta xem qua đó chính là đây phối cảnh mà chúng ta chụp được từ flycam ha. Thì quý vị có thể thấy đây là vị trí khu đất của công trình nè. Công trình sẽ được xây dựng ở một cái nơi mà em thấy là xung quanh thì khu dân cư cũng khá là đông đúc ạ. Cho nên là khi mà chúng ta xây dựng những ngôi nhà mà ở những cái vùng khu dân cư thế này, chúng ta phải rất là lưu ý đến vấn đề là cái việc thi công làm sao để không ảnh hưởng đến nhà lân cận ha. Đây là điều mà quý vị có thể tham khảo và bàn bạc với kiến trúc sư của chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem tiếp đến đó chính là đây, mặt bằng bố trí nội thất công trình đi. Chiều dài ngôi nhà này sẽ là 11,82m, chiều rộng 8,02m, diện tích thiết kế tầng 1 95m², tầng 2 sẽ là 90m². Bây giờ sẽ cộng hai con số lại với nhau, lấy 95 cộng cho 90 thì tổng tích thiết kế sẽ là 185m² nha quý vị. Về công năng chúng ta bố trí như sau, tầng 1 sẽ có đó chính là phòng khách, phòng thờ, phòng ngủ, phòng bếp ăn, sẽ có một vị trí của nhà vệ sinh. Tầng 2 chúng tôi sẽ có bố trí là phòng làm việc, phòng sinh hoạt chung, sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ nhé và một vị trí của nhà vệ sinh. Bây giờ thì em sẽ mời quý vị chúng ta xem qua đó chính là hình ảnh nội thất công trình này.
Đầu tiên là không gian của phòng khách đi, thì quý vị có thể thấy ở đây phòng khách thì gia chủ sẽ đặt một bộ bàn ghế với chất liệu gỗ tự nhiên. Ở đây cái màu cũng thấy là lựa chọn màu đen thì cũng có thể là gỗ mun ha, hoặc gỗ gụ, tùy theo sở thích của gia chủ thôi. Gỗ tự nhiên thì rất là đa dạng màu sắc quý vị, ví dụ là ta thích màu vàng sáng, có thể lựa chọn gỗ pơmu, màu nâu thông thường lựa chọn là ốc chó, gỗ hương, rồi màu nó hơi ánh đỏ có thể lựa chọn gỗ gõ đỏ, hoặc màu đen giống như thế này, như gỗ mun thì cũng được ha. Rồi phần bàn ở phía trước cũng vậy, cũng sẽ được kế tương đồng với cái bộ bàn ghế, cái bộ ghế luôn. Quý vị thấy là cái chân của bàn nó sẽ tương đồng với cái chân ghế đúng không nào. Ở đây sẽ có một chiếc ghế băng và đối diện sẽ hai chiếc ghế đơn. Vị trí này sẽ kệ tivi được thiết kế dạng treo nha quý vị. Còn trên trần chúng ta sẽ treo ở đây chính là quạt đèn trần. Quạt đèn trần ở đây cánh sẽ là cánh gỗ ha, và đèn sẽ là đèn pha lê. Bây giờ thì em sẽ mời quý vị xem đến không gian cung kính nhất của ngôi nhà, đó chính là phòng thờ. Ở đây thì bàn thờ sẽ chất liệu gỗ tự nhiên rồi, và cái ở đây tôi đặt thêm một cái tấm phản quý vị, hay gọi chiếc giường đó, giường gỗ đó. Sở dĩ mà sẽ đặt ở vị trí này thì em nghĩ là tùy theo sở thích của từng gia đình thôi. Có gia đình khi mà đặt ở đây thì chúng ta có thể là bày cái mâm cúng đó quý vị, bày ở vị trí này cũng được ha. Còn hai bên ở đây chúng tôi sẽ đặt hai chiếc lọc bình, quý vị thấy chữ phúc đức nè, mang đến những ý nghĩa may mắn tài lộc. Chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn thường em thấy ha, kiến sư tư vấn. Một, quý vị có thể làm lọc bình bằng sứ như thế này cũng được, hoặc là thứ hai quý vị có thể làm những chiếc lọc bình sẽ bằng gỗ nguyên khối. Còn vị trí này thì sẽ là vị trí của những cái bức tranh phong thủy ha. Tranh phong thủy ở đây thì nó cũng sẽ mang những ý nghĩa tốt lành. Còn đây, đây cũng thiết kế mà em khá thích nè. Quý vị thấy là không gian thờ đó sẽ được thiết kế có những cái vách cắt CNC, chúng tôi sẽ bao lại như thế này. Còn ở đây sẽ là cái phần rèm, nó sẽ giúp phần nào đó cũng che đi không gian thờ tự, tăng lên cảm giác cung kính. Còn đây sẽ là vị trí của không gian phòng bếp ăn. Đầu tiên thì chúng tôi sẽ có thiết kế kệ tủ bếp, được thiết kế là hình chữ Y với chất liệu là gỗ công nghiệp, có thể là MDF phủ melamin, tông màu sẽ là màu ghi nha quý vị. Kệ tủ bếp thì chữ Y, chữ U, chữ G hay chữ L là tùy theo diện tích của căn phòng ha. Nếu mà căn phòng ta diện tích rộng rãi bình thường, ta có thể lựa chọn chữ L, bởi vì đó là dạng kệ tủ bếp phổ biến nhất hiện nay. Còn nếu mà căn bếp nó hơi bé, nó hơi khiêm tốn một chút xíu thì chữ Y sẽ lựa chọn tốt hơn, bởi vì khi ta thiết kế chữ Y như thế này, quý vị thấy đó là cái lối di chuyển xung quanh của căn bếp ta nó rộng hơn khá là nhiều. Thường thì em thấy là một là nhà phố này, hay là những căn chung cư á, thì người ta sẽ lựa chọn chữ Y khá là nhiều nha quý vị. Còn đây sẽ là vị trí của bàn ăn. Bàn thì chúng tôi sẽ thiết kế rất là thú vị, đó chính là chiếc bàn tròn quý vị. Cái bàn tròn nó nếu xét theo quan niệm phong thủy nha, thì người ta lại chuộng cái bàn tròn hơn cho những cái bàn khác quý vị. Bởi vì bàn tròn chúng ta sẽ thấy là từ tâm ra đến tất cả các vị trí ghế nó đều như nhau, không có xuất hiện những góc vuông, góc nhọn, cho nên là nó sẽ khá là tốt. Bàn tròn ở đây nếu được chúng ta có thể thiết kế thêm cái dạng xoay để mà chúng ta dễ dàng trong việc thao tác ăn uống. Còn đây sẽ là phòng ngủ đầu tiên, công trình phòng ngủ số 1. Đây là phòng ngủ đôi, quý vị thấy đến tận hai chiếc giường hai bên. Nói chung là phòng ngủ đôi đó quý vị thì phải căn cứ vào diện tích của căn phòng ngủ nữa. Nếu mà diện tích nó rộng thì ta thoải mái đặt hai chiếc giường rồi ha. Còn nếu diện tích nó hơi bé hơn thì sao, thì chúng ta có thể uyển chuyển đổi sang là những cái dạng giường tầng. Tuy nhiên quý vị lưu ý là giường tầng thì chúng ta phải xét về yếu tố độ cao, nó phải có cái độ cao thoải mái để cho cái người phía bên trên đó, họ có thể leo lên cái giường bên trên ngủ thoải mái, thì chúng ta mới nên là xây dựng là giường tầng. Còn đây, đây sẽ là lên đến tầng 2 và đến phòng sinh hoạt chung ha. Ở đây thì chúng tôi đặt rất là đơn giản thôi, chỉ có một chiếc ghế sofa góc, một chiếc bàn trà nhỏ nhỏ ở đây. Ở đây sẽ kệ sách, chúng ta có thể đặt sách hoặc nhiều món đồ trang trí khác. Còn đây sẽ là phòng làm việc của công trình ha. Như em từng chia sẻ đó chính là nếu mà chúng ta thường có những cái hoạt động làm việc ở nhà thì em vẫn nghĩ là chúng ta nên bố trí một không gian làm việc riêng, khác với việc mà chúng ta tận dụng không gian phòng ngủ. Bởi vì phòng ngủ thường em nói thật, cái cảm giác chúng ta về phòng ngủ người ta chỉ muốn ngủ nghỉ ngơi thôi, thì cho nên cái năng suất làm việc đôi khi nó không đảm bảo đâu. Có một cái không gian làm việc riêng thì nó vẫn tốt hơn. Ở đây chúng tôi đặt một chiếc bàn làm việc ha, một chiếc ghế xoay, và vị trí ở đây sẽ là vị trí của kệ tủ cao kệ trần. Còn đây sẽ phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 2 công trình, tương đồng với phòng ngủ bên dưới thôi. Phòng này cũng khá đơn giản nhưng mà nó chỉ có một giường ha quý vị. Phòng này thì được thiết kế giường dạng bục nè, tông màu sẽ là tông màu trắng bầu ghi, được kế xen kẽ với nhau. Đầu giường ở đây chúng tôi sẽ có ốp vải nỉ ha, và sẽ được thiết kế quý vị thấy là xà rảnh. Còn đây sẽ là phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ số 3.
Phòng ngủ này thì tủ quần áo sẽ được thiết kế cao kịch trần. Đây là một thiết kế trong xu hướng này nha quý vị. Đơn giá tầm khoảng hơn 3 triệu cho 1m2 nếu mà sử dụng gỗ MDF phủ melamin. Ở vị trí này chúng tôi sẽ chừa ra những cái hộc, những cái kệ ta phải treo quần áo nè, không để trống. Còn đây sẽ là phòng ngủ cuối, phòng ngủ số 4 công trình nhé. Phòng này thì em thấy là tương đồng với phòng ngủ trước thôi, nó cũng không có gì quá khác biệt ha. Chỉ có điều là đối diện nó sẽ là vị trí kệ TV được thiết kế dạng treo. Còn bây giờ thì em sẽ xem tiếp đến đó chính là về mặt đứng của công trình này. Quý vị thấy ở đây nè, có sông không định mái là 10m, sàn tầng 1, sàn tầng 2 là 3,9m, sàn 2, sàn mái sẽ là 3,6m. Ngược lại có sông xuất lệ sơn là 450mm, chia cho 3 bậc, mỗi bậc sẽ là 150mm. Bên dưới sẽ có 4 cái ô hình chữ nhật tương vật liệu màu sắc khác nhau, ví dụ mái lợp ngói nè, tường kẽ chỉ lõm nè, tường sơn màu vân vân. Còn đây sẽ là về mặt cắt của công trình, quý vị thấy lối cầu thang di chuyển ở vị trí này ha. Rồi những cái ô cửa sổ 1m8 nè, cửa đi có 2m2 rồi vân vân. Ở đây có một cái vị trí cửa đi có 2m4, sàn có sắp mái, chúng tôi sẽ đổ sàn bê tông. Có vị trí này chúng ta có thể di chuyển để lên thăm mái. Còn bây giờ em sẽ xem tiếp đến đó chính là hồ sơ kết cấu của công trình này ha. Nhìn mặt bằng móng thấy ngay công trình thi công móng băng nha quý vị. Thường thì những công trình nhà dân dụng hay nhà phố thì em thấy là móng băng sử dụng được khá là nhiều. Bởi vì nếu mà so ra về chi phí xây dựng thì nó sẽ tiết kiệm hơn so với móng cọc đúng không nè. Cho nên là nếu mà đất nó không quá yếu thì chúng ta nên ưu tiên là móng băng. Móng băng được chia nhiều loại ha, móng băng một phương, móng băng hai phương. Đây sẽ là móng băng hai phương. Cuối cùng xem một sơ điện nước công trình ngày hôm nay thì tôi sẽ xem qua, đó chính là bản vẽ tôi nghĩ là cũng khá là quan trọng nha quý vị. Đó chính là đây, mặt bằng chống sét tiếp địa ngoài nhà. Quý vị biết điều kiện thời tiết khí hậu Việt Nam ta thì hàng năm lượng mưa khá lớn, cho nên chúng ta nên bố trí cái hệ thống chống sét tiếp địa đảm bảo an toàn hơn. Có cọc thép bọc đồng D16-24m, dây dẫn sét nối tổng cọc tiếp địa đi sét tường gốc nè, rồi kim thu sét của Intesco. Vậy là em vừa giới thiệu quý vị, đó chính là một công trình nhà tân cổ điển mái Nhật rất là sang trọng, hy vọng quý vị sẽ yêu thích. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngại liên hệ ngay Mắt Hôn ở số hotline 092-774-8888, 0986-556-761. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.